một buổi tối thưởng thức với các món ăn chuẩn Pháp và được đích thân chủ tịch hiệp hội đầu bếp Escoffier Việt Nam chế biến thì sẽ như thế nào? Tối nay dẫn các bạn đi khám phá một nhà hàng Pháp ngay tại khu Thảo Điền. Không gian tại đây lấy tông đen làm chủ đạo, phù hợp để đi hẹn hò, hội họp bạn bè hoặc gặp gỡ đối tác. Menu tại nhà hàng sẽ thiên về ẩm thực miền Nam nước Pháp. Giá trung bình các món sẽ dao động từ 300 cho đến 500 một món và khẩu phần mỗi món tại đây sẽ ăn được từ 2 đến 3 người. Nên nếu đi đông thì cũng sẽ là một lợi thế để các bạn có thể thưởng thức đa dạng các món ăn tại đây. Mở đầu với món có tên gọi là nông sản tổng hợp, một platter bao gồm 3 loại thịt nguội và 3 loại phô mai tổng hợp. Tưởng chừng đây là một món ăn đơn giản, nhưng cách mà sếp sắp đặt các loại thịt nguội từ không cay đến cay nhẹ kết hợp cùng với từng loại phô mai cho ra một hương vị tổng thể rất hòa quyện với nhau. Kế tiếp là món bạch tuộc carpaccio, trực quan món ăn nhìn như một ốc đảo nhỏ, tỷ lệ mỗi miếng bạch tuộc được thái mỏng rất đều nhau. Điều mà Lưu thích trong món ăn này đó là sự cân bằng giữa các nguyên liệu. Đối với Lưu, hương vị cà chua sẽ luôn có hương mạnh nên rất dễ lấn át đi các nguyên liệu còn lại. Tuy nhiên với món ăn này thì sếp đã điều chỉnh tỷ lệ và xử lý mùi hương rất vừa phải, đủ để tạo lên sự dậy mùi nhưng vẫn tôn được nguyên liệu chính là bạch tuộc, thơm thoang thoảng với ít mùi chanh trong vòng miệng, làm cho món ăn có tổng thể rất tốt. Cá tuyết cũng là một món ăn chinh phục được khẩu vị của Lưu, lớp cá mềm tan khi cho vào miệng, kết hợp cùng bông cải trắng nghiền và bông cải trắng giòn, một hương vị tuy rất nhẹ nhàng nhưng không hề tầm thường, chấm thêm với một ít sốt hành tím và sốt ngò tây. Thật sự những từng hương được thể hiện qua món ăn này để lại cho Lưu một ấn tượng khá sâu. Verdict cho bữa ăn tối nay đó chính là ức vịt và beef wellington. Hương khói được tỏa ra khi chef mở chiếc hộp, trực quan màu sắc nhìn ống mã rất là đẹp. Thật sự Lưu rất vinh dự vì được chính tay chef Sakan trổ tài chế biến món ăn này. Theo như anh chia sẻ, vịt sẽ được nhà hàng tẩm ướp với các loại gia vị đặc trưng, sau đó sẽ phơi khô trong tủ dry age trong vòng 14 ngày. Phần thịt vịt khi thưởng thức có mùi vị vô cùng thú vị. Lưu thì không thể phân biệt quá rõ các nguyên liệu trong này. Phần thịt vẫn giữ được nhiệt độ và độ ẩm rất tốt, kết hợp cùng với lại sốt có hương vị độ chua ngọt vừa đủ. Còn với beef wellington, phần thịt bò được tẩm ướp thấm vị, bọc bên ngoài là một lớp nấm xay, tiếp đến là một lớp white ham và sau cùng là lớp bột bánh ngàn lớp. Với món ăn này thì sẽ cần một bàn tay với kỹ thuật vững vàng để khi cắt ra phần lớp bánh và phần nhân không bị rời rạc. Thịt thì được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, ăn rất là thấm vị, dùng kem với khoai nghiền nấm truffle và phần sốt khá đặc biệt, cảm giác như là có hương rượu nhưng hậu vị thì lại cực kỳ dễ chịu. Với Lưu, một nhà hàng không chỉ đầu tư về các món mặn mà còn đầu tư luôn cả các món ngọt thì đó là một nhà hàng cực kỳ đáng quay lại. Các món tráng miệng tại đây không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn đòi hỏi kỹ thuật tốt để cho ra một món dessert ngon và bắt mắt. Nhìn về tổng thể thì đây là một nhà hàng Pháp mà Lưu rất tự tin để giới thiệu đến các bạn. Nếu như có dịp hãy đến để trải nghiệm thử, Lưu tin là sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Và đây là nhà hàng Petit, địa chỉ Lưu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.